rối loạn lo âu, nam em nhập viện cấp cứu trên đường đến trình diện. Thưa quý vị, trên đường đến Sở Thông tin và Truyền thông ở Sài Gòn để làm việc theo giấy triệu tập, thì cô Nguyễn Thị Lệ Nam Em, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long, bị rối loạn lo âu, đã phải nhập viện cấp cứu. Báo Tuổi Trẻ hôm 28 tháng 2 dẫn tin từ Sở Thông tin và Truyền thông ở Sài Gòn xác nhận cho biết rằng là trên đường đến sở làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các danh mạng xã hội, thì cô Nam Em đã có cái dấu hiệu sức khỏe không ổn định nên đã nhập viện cấp cứu. Do đó thì ông Bùi Hữu Cường là chồng sắp cưới và cũng là quản lý của cô Nam Em đã đến làm việc theo giấy mời của Sở Thông tin thành phố. Theo như ông Bùi Hữu Cường cam kết, khi cô Nam Em hồi phục sức khỏe để đến làm việc với các cơ quan hữu trách á, theo ông Cường thì ông đã trình bày đầy đủ về cái hồ sơ bệnh án của cô Nam Em cho Sở Thông tin thành phố. Về nội dung trong cái buổi làm việc thì ông Cường xin được dự kiến. Ông Cường nói rằng sự việc sức khỏe của cô Nam Em là bất khả kháng, không ai mong muốn. Vì vậy, hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn đồng cảm hơn thay vì là công kích hoặc là chửi rủa. Ông nói thêm rằng là Nam Em bị rối loạn lo âu, rối loạn hoảng sợ, rối loạn lưỡng cực. Nên khi tâm lý bất ổn thì sẽ dẫn đến những cái hành vi và những lời nói không đúng chuẩn mực. Tôi và Nam Em có buổi làm việc sắp tới đây, trong tuần này. Sau đó sẽ có kết quả chính thức từ Sở Thông tin thành phố. Vào buổi tối ngày 26 tháng 2 thì cô Nam Em đã livestream trên mạng xã hội thông báo cô đã nhận được một cái giấy mời của Sở Thông tin thành phố lên làm việc vào ngày 28 tháng 2 để xác minh toàn bộ các danh khoản mạng xã hội của cô. Livestream quay năm quanh năm suốt tháng các bạn không bị gì hết. Tôi lên mỏ hổn có mấy ngày là mệt liền. Các bạn thấy mang tiếng làm nghệ sĩ thấy mệt không? Tôi quá mệt. Nếu được lựa chọn lại thì tôi thà như các bạn làm người bình thường không nổi tiếng để tự do ngôn luận. Đó là những lời cô Nam Em đã nói trong cái buổi livestream của mình. Trong đơn yêu cầu tôi phải cung cấp tất cả tài khoản mạng xã hội. Cô Nam Em cũng nói thêm và cho biết là sẽ nói cái lời sau cùng tạm biệt khán giả trong thời gian tới và mong khán giả không quên mình trong lúc tạm vắng mặt. Trước đó thì cô Nam Em liên tiếp phát livestream trên mạng xã hội kể lại chuyện tình cũ của mình và bóc phốt nhiều đồng nghiệp là những nghệ sĩ nổi tiếng hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam, thu hút đông đảo người theo dõi. Cụ thể trong các buổi livestream riêng thì cô Nam Em lần lượt tiết lộ chuyện tình cảm với một nam nghệ sĩ hiện đã có vợ con. Đồng thời cô tung tin về góc khuất trong giới showbiz Việt với những cái phát ngôn gây tranh cãi. Đỉnh điểm thì vào ngày 18 tháng 2, cô Nam Em và người mẫu Quế Vân, ca sĩ Duy Mạnh cùng chồng sắp cưới của cô Nam Em là doanh nhân Hữu Cường, hợp nhau lên sóng livestream đưa ra những cái phát ngôn khiến khán giả không khỏi sốc. Trong đó, doanh nhân Hữu Cường khẳng định mình và cô Nam Em sẽ là phá nát cái showbiz này. Vào buổi chiều ngày 22 tháng 2, tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hận Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin thành phố, loan báo là sẽ có kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý về sự việc liên quan đến cô Nam Em. Hôm nay cũng trên một cái trang báo là người lao động.com có một bài viết là Nam Em có biểu hiện lạ về sức khỏe. Mới đây thì khi đang hát trên livestream thì Nam Em bất ngờ có biểu hiện lạ về sức khỏe. Nam Em những ngày gần đây là một cái tên chiếm sóng mạng xã hội với những phát ngôn gây sốc. Chính vì điều này mà hôm nay 28 tháng 2 Nam Em sẽ có mặt và làm việc tại Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh theo giấy mời. Nam Em cho biết có thể cô sẽ mất đi một cái khoảng thời gian không xuất hiện trên mạng xã hội nữa. Đó là cái bài báo đã viết từ hôm trước. Hôm nay thì thưa quý vị, Nam Em cũng đã nhập viện vì bị sốc. Có thể là do là thiếu máu não, do là thức khuya dậy sớm nhiều quá hoặc là thiếu ăn, không chịu ăn đó quý vị. Bài báo này họ nói thêm rằng là nhưng mà người đẹp Tiền Giang vô cùng lạc quan với suy nghĩ của mình vì 1-2 năm qua nhanh lắm nếu có vướng vòng lao lý. Có khi ở trong đó mà tốt vì không sử dụng đến mạng xã hội thì sức khỏe tinh thần cũng tốt hơn. Vì vậy Nam Em những ngày qua vẫn tích cực livestream dù nhận được giấy mời của Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh.
Và trong một cái đoạn clip được cắt ra từ một cái livestream gần nhất của nam em, ngoài những phát ngôn gây chú ý đó, thì người đẹp cũng chiều lòng người hâm mộ khi trổ tài ca hát trên sóng trực tiếp. Tuy nhiên trong lúc đang hăng say sưa hát chiều khán giả đó, thì người đẹp Tiền Giang bất ngờ quay mặt sang hướng khác. Âm thanh phát ra từ cái livestream cho thấy dường như nam em đang nôn mửa, không rõ lý do. Bên dưới đoạn clip được chia sẻ thì cộng đồng mạng đã không ngừng xôn xao trước những biểu hiện đó của nam em trong lúc đang hát. Và một số ý kiến khán giả cho rằng là phải chăng người đẹp đã có tin vui, nhưng cũng có là không ít người cho rằng khả năng cao là do nam em bị căng thẳng, stress suốt thời gian qua dẫn đến tình trạng sức khỏe là hoặc là thể trạng không được đảm bảo lắm. Và sau những cái ồn ào vì những cái phát ngôn gây sốc đó, thì nam em cũng đã bị khán giả ít nhiều quay lưng. Minh chứng là cô bị hủy cái show diễn vì ý kiến tác động của một số nghệ sĩ cũng như là đưa ra yêu sách rằng là không có mặt của người đẹp gốc Tiền Giang trong đêm diễn đó. Nên đơn vị này buộc lòng phải hủy bỏ sự xuất hiện của nam em trong chương trình. Trong lúc đang rất là đắt show, đặc biệt ở Đà Lạt, với các buổi biểu diễn đông khách, nam em bất ngờ có buổi livestream khó hiểu. Thay vì xuất hiện ở sân khấu thì khán giả tiếc khi chứng kiến nam em ở trong tình trạng này. Và hôm nay thì trên báo Tuổi Trẻ cũng có bài viết là nam em nhập viện cấp cứu khi trên đường đến Sở Thông tin và Truyền thông để làm việc. Trên đường đến Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh làm việc theo giấy mời thì Hoa Khôi nam em có dấu hiệu sức khỏe không ổn định nên đã nhập viện cấp cứu. Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 2. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh mời bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em, tức là Hoa Khôi Nam Em, lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin từ trên các trang mạng xã hội của bà. Tuy nhiên trên đường đến sở thì Nam Em có dấu hiệu sức khỏe không ổn định nên đã nhập viện cấp cứu. Do đó ông Bùi Hữu Cường, quản lý của Nam Em, đến làm việc và trình bày về lý do Nam Em không thể đến làm việc theo giấy mời của Sở Thông tin và Truyền thông. Ông Bùi Hữu Cường cam kết khi nam em phục hồi sức khỏe sẽ đến làm việc với các cơ quan chức năng. Trước đó thì nam em nhiều lần livestream trên mạng xã hội kể lại chuyện tình cũ của mình và bóc phốt nhiều đồng nghiệp là nghệ sĩ nổi tiếng. Cô chia sẻ về một cái diễn viên thường xuyên sử dụng chất kích thích, đồng thời bật mí về một diễn viên từng là bạn gái cũ của chồng sắp cưới. Dù không nêu thẳng nick danh tên của các nghệ sĩ nhưng khán giả dễ dàng đoán ra những người nam em bị gặp là ai. Và thông tin này đã gây những tranh luận trái chiều trong mạng xã hội, các diễn đàn sắc đẹp. Trong livestream gần đây có sự xuất hiện của chồng sắp cưới của nam em và ca sĩ Duy Mạnh, người mẫu Quế Vân, với những cái phát ngôn khiến khán giả không khỏi sốc. Và cũng trên trang báo Tuổi Trẻ có một bài viết của nhà báo Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo về chủ đề là livestream bóc phốt đồng nghiệp, tình cũ, tình mới, giải quyết được gì không? Chỉ trong một thời gian ngắn với cái màn livestream đủ sắc thái khóc cười bóc phốt các loại quan hệ, cô ca sĩ đã tạo ra một drama cho thiên hạ bàn tán xôn xao về mình. Không ai chắc chắn mục tiêu ban đầu của cô là gì, nhưng tới cái màn cùng với người yêu hiện tại tố qua tố lại các khuyết điểm của nhau, cộng đồng mạng đã quá ngán ngẩm. Ban đầu thì cô ca sĩ kể về cuộc tình cũ và bóc phốt một số nghệ sĩ khác nhưng không đưa ra chứng cứ. Sự việc này gây nhiều tranh cãi, ảnh hưởng đến người khác, không có lợi cho ai và khiến cho khán giả mất thời gian, tâm trí thì chìm trong những điều tiêu cực. Chưa ép phê thì cô bắt đầu livestream với người yêu hiện tại, phơi bày hết các loại cảm xúc chán chường, chê bai mà mình có. Và kết quả là cô phải nhận lấy giấy triệu tập của thanh tra thành phố để làm rõ những thứ mà chưa thấy chứng cứ mà cô đã đề cập. Ngay cả việc này cô cũng đưa lên trên livestream để tạm biệt khán giả, thậm chí còn nói thêm và chuẩn bị đi một năm. Thật là đỉnh cao nghiện livestream. Ông bà xưa vẫn khuyên hãy uống lưỡi bảy lần trước khi nói. Nhưng ngày nay với cái nhu cầu sản xuất những sản phẩm thông tin và xuất bản dễ dàng thông qua các tài khoản mạng xã hội cá nhân để nhận về những cái lượt view, share, like, dường như nhiều người quên đi lời khuyên đó. Cứ cho mục tiêu xấu nhất là những người như cô ca sĩ muốn hâm nóng tên tuổi hay đánh bóng cái hình ảnh của mình bằng cách bộc lộ trên chốn công cộng, thì cuối cùng hình ảnh của cô đang như thế nào trong mắt số đông? Có tích cực hơn không? Có làm cho cô hạnh phúc hay không? Nhẹ nhõm hơn không? Hay là thêm muộn phiền, khóc lóc, thậm chí là thảm hại trong hàng ngàn comment phản đối?
chia sẻ tâm tư tình cảm hay những cái việc cá nhân khác trên mạng xã hội chắc chắn thu hút sự chú ý của người khác, ít nhất là những cái người xung quanh bạn. Nếu câu chuyện đó gây tranh cãi, quá hy hữu, quá bi thảm, quá bức xúc vân vân, nói chung là phải làm quá lên thì sẽ thu hút nhiều khán giả nhiều hơn. Nhưng cái chuyện đó sẽ khiến cho bạn nổi tiếng, có tiền hay bị thanh tra mời làm việc thì không chắc được. Người nghe cũng đủ thông minh, có những sự việc làm cho họ xúc động thật sự, hầu hết đều là những câu chuyện cho thấy thành tâm của người livestream. Muốn tìm ở cộng đồng sự sẻ chia để vượt qua khó khăn, hay cùng vui với thành tựu, hỏi bí quyết học, làm và sống. Tuần trước một tài khoản mạng xã hội tên là RT đăng tải một loạt 50 video kể về việc cô đã bị lừa như thế nào trong suốt quá trình làm quen, yêu đương, kết hôn và ly hôn. Câu chuyện này được lan truyền mạnh trên TikTok. Nhiều video lên đến vài triệu lượt xem và mang về cho cô hơn 100.000 đô la. Câu chuyện của R có thể xem là một tình huống được bản thân cô được nổi tiếng, có tiền, khán giả thì được hưởng thụ cách kể chuyện cuốn hút của cô. Ngoài ra, câu chuyện này không tạo cảm giác trực tiếp tổn hại đến người khác, cũng không gây nên công phẫn của dư luận. Những câu chuyện có cho người nghe vẫn luôn cần và có cho khán giả. Còn nếu đưa khán giả vào chuyện không tốt, chẳng giúp được gì cho mình, cho ai, và đặc biệt không có thật thì sẽ dễ phản cảm lắm. Đó là một cái ý kiến của một cái nhà báo đã được viết ở trên cái trang báo là Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị hãy nghe qua ý kiến, một ý kiến khác của khán giả trên cái kênh của Quốc Võ, thì xem như khán giả này họ nói cái gì nha quý vị nha. Vị khán giả này nói rằng là chỉ là khán giả của Nam Em và những người đã hoặc đang trải qua những gì đã làm cho Nam Em trở thành người không thể điều khiển và che giấu được cảm xúc. Dù biết là không nên nói hoặc là làm cho công chúng biết là Si đã bị nam danh hài TG gì đó và nhóm showbiz muốn cho biến mất khỏi showbiz, và Nam Em đang chịu chứng hậu trầm cảm rồi phát sinh giai đoạn nổi loạn. Nếu không được chữa trị và được mọi người cảm thông thì sẽ hết đường đi và dẫn đến bị thần kinh. Cho nên không ai đó nên nói rằng là phụ nữ phải thế này thế khác. Không nên lấy người tỉnh táo để so sánh với Nam Em, mà chỉ nên nói là Nam Em còn rất nhiều người quan tâm và thông cảm cho những gì em ấy phải vượt qua. Không phải là dễ như những người phụ nữ có tinh thần mạnh mẽ. Nếu dễ vượt qua thì vì tình yêu dành cho người đó vốn là không sâu đậm như Nam Em. Khi yêu ai thì thật lòng và yêu hết mình, cho nên khó vượt qua khi biết được là mình bị họ lợi dụng chứ họ không hề yêu mình. Thường thì người phụ nữ nào cũng nói rất hay và khuyên những cái người phụ nữ khác là không nên như là Nam Em. Họ cũng hiểu, họ cũng không hiểu là chính Nam Em cũng biết hết và cũng muốn làm như vậy. Nhưng không làm được, cho nên cứ như là tự hành hạ để trừng phạt chính mình. Cho nên chúng ta hãy thông cảm cho sự yếu đuối của Nam Em. Si rất là đẹp, rất là thông minh và có tài. Nam Em mê danh hài tới như là vậy, nhưng vẫn không cho người danh hài đó đụng vào trinh tiết của Nam Em. Và anh ta đâu có chiếm đoạt được thể xác của Nam Em đâu. Nhưng cái việc mà anh ta cướp sống và nói những cái gì để mà cầu hôn bạn gái đó, làm cho Nam Em bị chơi trách khắp các mặt báo như hủy hết các show diễn, vì dư luận cho là Nam Em đó là người thứ ba. Bị oan như vậy mà trong giới showbiz không ai nói giúp Nam Em một tiếng nào. Cho nên đang được khán giả yêu thích lại bị chửi khắp nơi là cái loại phụ nữ không ra gì và bị tẩy chay. Các show truyền hình loại bỏ Nam Em trong lúc Si đang được khán giả yêu thích. Khi đó Si đang góp mặt trong rất là nhiều những cái show truyền hình. Và bị những cái lời đồn không đúng sự thật xấu xa như vậy, khi Nam Em chỉ mới có 20 tuổi thôi. Và bây giờ thì cô ấy cũng chỉ mới có 28 tuổi thôi. Thất tình là cái chuyện nhỏ,
nhưng bị loại khỏi các đài truyền hình và bị hủy hết show diễn là sự mất mát rất lớn của nam em. Thưa quý vị, đó là những cái lời mà bình luận của một vị khán giả ở trên kênh của Quốc Võ. Quý vị nào, khán giả nào có muốn có ý kiến thì xin mời quý vị hãy cùng nhau bình luận những cái lời lẽ chân thật, chân thành để chúng ta đưa ra một cái nhận xét rất khách quan và cũng cùng nhau là chia sẻ và có một cái lời khuyến khích, động viên tinh thần để cho nam em vực dậy tinh thần. Đúng không ạ? Và nếu như có thông tin gì mới đó thì kênh của Quốc Võ sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một ít những thông tin thương mại nha. Xin mời quý vị. Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả thân mến. Hôm nay Quốc Võ rất là vui khi mà tái ngộ đến mọi người. Bây giờ xin mời quý vị hãy dùng một tách trà nóng nha. Đây là cái loại trà Ashitaba, quý vị uống rất là ngon luôn quý vị. Ashitaba của Nhật Bản. Đó. Uống giúp cho giảm mỡ trong máu, tránh đột quỵ, tránh đau khớp, ngủ ngon rất nhiều. Hôm nay thì nhân một dịp đặc biệt á, Quốc Võ giới thiệu cho quý vị một sản phẩm rất là tốt và đã bán ra thị trường khá nhiều rồi, được khán giả yêu mến ủng hộ và sau khi họ uống xong họ thấy rằng là rất là tốt, họ ngủ ngon, sức đề kháng rất tốt luôn, tránh cho tiểu đêm, tránh những cái vấn đề về gan thận phổi ha, ví dụ như là những người, đặc biệt là những người mà đang bị ung thư đó. Cho dù là giai đoạn nào đi chăng nữa đó, thì họ cũng cần một số những cái loại thuốc giống như là đông trùng hạ thảo hoặc là Fucodan, để mà mình không dám nói là chữa bệnh ung thư nhưng mà mình dám nói rằng là coi như là giảm tối đa cái sự phát triển của tế bào ung thư ha. Đó, giúp cho cái vấn đề về hỗ trợ cho vấn đề về xạ trị và điều trị ung thư rất tuyệt vời luôn. Đó là đông trùng hạ thảo và Fucodan đó. Cho nên hôm nay trong clip đặc biệt này đó thì Quốc Võ sẽ giới thiệu cho quý vị hai sản phẩm. Thứ nhất là đông trùng hạ thảo, thứ hai là Fucodan. Không có cái gì tuyệt vời bằng quý vị hai sản phẩm này. Và Quốc Võ rất là may mắn khi mà làm được là đại lý phân phối độc quyền sản phẩm. Nó quá tuyệt vời luôn. Đó, đây trước mặt quý vị đây là một cái hộp đông trùng hạ thảo và những sản phẩm này là sản xuất 100% tại Mỹ quý vị nha, có FDA của Mỹ chứng nhận đàng hoàng đó, Mỹ sản xuất, cho nên là chúng ta tin tưởng và chúng ta yên tâm những sản phẩm này bởi vì khán giả họ đã dùng qua rất là nhiều rồi và họ có những cái review rất là tích cực luôn và tái order rất nhiều lần, cho nên là Quốc Võ rất là tự tin mình nói rằng đây là một trong những sản phẩm mà tốt nhất thế giới quý vị, đông trùng hạ thảo. Thưa quý vị, cái hộp design rất đẹp luôn, hộp cứng ngắc à, rất đẹp luôn. Và khi mình mở cái hộp ra đó thì mình thấy bên trong có một cái chai thuốc đó, bên trong có một cái chai thuốc đông trùng hạ thảo đây quý vị, cái chai thuốc nè, design đẹp không, và bên trong này có 90 viên tất cả, 90 viên thuốc tất cả quý vị. Mỗi buổi sáng như vậy chúng ta uống 2 viên thôi, uống trước bữa ăn sáng mà chúng ta uống 2 viên đông trùng hạ thảo này, rồi trong ngày đó chúng ta thoải mái luôn, ngủ rất là ngon luôn quý vị, và giúp cho chúng ta rất là nhiều những cái chứng bệnh mà giống như là thần dược đó, giống như thần dược luôn đó ha mà. Cho nên đó là thưa quý vị, đông trùng hạ thảo mình nói là cái tên là người ta biết là nó quý cỡ nào rồi, nhưng mà cái giá bán rất là phải chăng luôn, chỉ có 200 đô la cho một hộp thôi quý vị, 90 viên mỗi ngày uống, ta uống 2 viên tức là 1,5 tháng là hết cái hộp thuốc này, chỉ có 200 đô la thôi mà chúng ta sở hữu một cái hộp thuốc đông trùng hạ thảo thế này, đông trùng hạ thảo như quý vị nha, 200 đô la thôi đó. Cái hộp này nó rất đẹp luôn mà nó sang, mà đặc biệt là sản phẩm từ Mỹ sản xuất 100% có FDA chứng nhận, cho nên chúng ta tin tưởng nó, 200 đô la cho một hộp thôi quý vị. Nhưng mà thật sự mà nói chưa hết đâu, trong cái mùa đặc biệt này thì Quốc Võ sẽ có một đợt khuyến mãi cho quý vị, khuyến mãi coi như là quá tuyệt vời luôn. Nếu quý vị nào order 2 hộp đông trùng hạ thảo này thì Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị một cái hộp trà Acetaba lớn luôn, hộp trà lớn. Cái hộp trà này giá trị là 65 đô la nha quý vị. Nhưng mà nếu trong cái mùa đặc biệt này, chỉ có trong mùa đặc biệt này là Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị đây
Nếu quý vị nào order hai hộp đông trùng hạ thảo giá là 200 đô la cho mỗi hộp thì Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị một hộp trà Acetaba này. Cái hộp trà mà Quốc Võ đang uống đây là này nè. Trà này nè. Trà này nè. Acetaba. Uống suốt ngày luôn, uống mà để giảm mỡ trong máu đó quý vị. Tránh đột quỵ và giúp cho ngủ ngon luôn đó, trà này nè. Đó. Thì quý vị nào order hai hộp đông trùng hạ thảo quý vị sẽ được tặng free một hộp trà này. Và thậm chí là free shipping luôn cho quý vị luôn, free ship luôn. Hai hộp đông trùng hạ thảo tặng một hộp trà và free ship cho quý vị luôn nha. Tuyệt vời không? Không có gì tuyệt vời bằng luôn quý vị. Đó. Đây. Chơi đẹp luôn, mình chơi đẹp luôn quý vị. Nếu như quý vị nào mà muốn đó, mình cần thiết đó là mình order ngay, lập tức. Tại trong cái mùa này số lượng có hạn. Số điện thoại là 7142479474 nha quý vị nha. 7142479474. Nếu ở Việt Nam mình order mình add cái Zalo. Đó, cái Zalo là cộng 1 ha, cộng 1 7142479474. Đó, quá tuyệt vời quý vị. Rồi mình mời mọi người một tách trà nữa nè. Sản phẩm này là quá tuyệt vời luôn. Đây là của Nhật sản xuất trà. Đông trùng là của Mỹ sản xuất. Quá tuyệt vời. Nhưng chưa hết quý vị, chưa hết đâu. Hồi nãy Quốc Võ nói đến là Fukuran đúng không ạ? Fukuran. Quý vị mà nói tới Fukuran thì chắc là quý vị cũng đã biết là nó cỡ nào rồi. Đó. Đây nè. Fukuran. Những cái người mà đang bị ung thư giai đoạn đầu hoặc là giai đoạn cuối đó, mà đang xạ trị đó, thì họ rất là quý cái loại thuốc Fukuran này. Cái Fukuran này nó hay lắm. Những người nào mà bị giai đoạn đầu hoặc là giai đoạn 2 đó, uống đó có thể là hết luôn đó quý vị. Còn nếu mà quý vị bị giai đoạn cuối đó, mình uống đó là nó giảm tối đa luôn cái tế bào ung thư nó phát triển. Fukuran là một trong những cái thần dược mà quý hiếm mà ngày nay người ta phát hiện ra và người ta chế biến thành thuốc quý vị. Và trong cái chai này là thuốc Fukuran của Mỹ sản xuất. Nó giống như là cái này. Mỹ sản xuất 100%. Quý vị. Ở trong đây có 180 viên. 180 viên. Quý vị có thể là nếu những người nào mà không có bị bệnh ung thư, quý vị uống một ngày 2 viên để ngăn ngừa ung thư. Quý vị nào đang bị ung thư thì mình uống một ngày 4 viên để ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển. Ngoài ra nó giúp cho bổ phận, bổ gan, bổ phổi, giúp cho ngủ ngon, ha, tránh tiểu đêm, tránh tiểu nhắt, giúp cho chúng ta khỏe mạnh. Fukuran và đông trùng hạ thảo là hai sản phẩm nó giống như thần dược quý vị, rất tuyệt vời. Ha. Cho nên là chúng ta cầm trên tay cái sản phẩm này, chúng ta cảm thấy tự tin để chúng ta nói chuyện với tất cả các khách hàng của mình. Mình mở cái nắp hộp ra thì bên trong nó cái chai nó như thế này quý vị nè. Chai bằng thủy tinh cho quý vị nha. Rất đẹp luôn, design rất đẹp. Trong đây có 180 viên. Mình uống một ngày 2 viên. Đó, thì mình uống trong 3 tháng là hết quý vị. 3 tháng. Nếu quý vị nào đang bị ung thư, mình uống là một ngày 4 viên. Còn quý vị nào mà không bị ung thư, mình khỏe mạnh để mình uống để mình ngăn ngừa bệnh ung thư và mình uống cho nó bổ phổi, bổ gan, bổ thận. Giúp ngủ ngon, tránh tiểu đêm. Thì chúng ta uống một ngày 2 viên thôi. Nha quý vị nha. Đây, cái chai nó như thế này nè. Đó. Và hiện tại bây giờ đó, giá bán nó chỉ có bao nhiêu quý vị? Nói ra không hay không ai tin luôn. 200 đô la cho một chai thôi. Ngày xưa là quý vị biết là 500-600 đô cho một chai. Bây giờ chỉ có 200 đô la cho một chai thôi quý vị. Nó quá rẻ mà sản xuất tại Mỹ luôn quý vị. Không thể tin được, quá rẻ. Sản xuất tại Mỹ cái FDA chứng nhận luôn. Đó, nhưng mà chưa hết đâu. Trong cái mùa này, Quốc Võ sẽ có một cái đợt khuyến mãi đặc biệt luôn. Nếu quý vị nào mà mua hai chai này, Quốc Võ sẽ free cho quý vị một hộp trà Acetaba. Đây, cái hộp trà này giá 65 đô la, free cho quý vị luôn. Nếu như quý vị nào order hai chai này, mỗi chai có 200 đô la thôi, thì Quốc Võ sẽ tặng free cho quý vị một cái hộp trà dinh dưỡng này. Free ship cho quý vị luôn. Như vậy thì còn gì bằng nữa, mình coi như là, tại vì thường thường Quốc Võ muốn là mình giảm tiền lời xuống để làm gì, để mình chia sẻ cái năng lượng tích cực này cho mọi người, cho mọi người được dùng.
càng nhiều người uống chừng nào thì càng tốt chừng nấy, để cho sức khỏe khán giả của mình được tăng cường lên, để họ khỏe mạnh và họ tiếp tục họ ủng hộ mình đó. Cho nên mình cố gắng mình giảm chừng lời xuống để cho mọi người cùng tham gia, mình cùng chia sẻ với nhau ha quý vị ha. Đó, còn không mau mau điện thoại của Võ là 714-247-9474 nha, 714-247-9474. Hoặc là quý vị ở bên Việt Nam đó, thì mình add cái Zalo, Zalo là cộng 1 714-247-9474. Những sản phẩm này là những sản phẩm thật sự mà nói là không gì không dễ tìm. Đông trùng hạ thảo và Fucodan là hai sản phẩm không dễ tìm quý vị ha. Cho nên là rất tuyệt vời luôn, và mình muốn tạo cơ hội để chia sẻ cho tất cả mọi người cùng có thể sở hữu và mình dùng được để mình khỏe mạnh. Quý vị khỏe mạnh thì quý vị mới có thời gian quý vị vào để ủng hộ Quốc Võ qua những câu chuyện xã hội được chứ, đúng không ạ? Cho nên mình cố gắng mình giảm tiền lời xuống để mình lan truyền ra rộng rãi cho tất cả mọi người. Chỉ có 200 đô la một hộp thôi. Nếu quý vị nào mua hai hộp là 400 đô la đó, thì quý vị sẽ được tặng free cho một hộp trà Acetaba này và còn được free shipping nữa quý vị ha. Đó, đông trùng hạ thảo của y chang như vậy luôn, một hộp cũng 200 đô la thôi. Quá tuyệt vời luôn. Đó, thì bây giờ chúng ta cùng nâng ly đó, uống trà dinh dưỡng. Đó, mời quý vị. Và Quốc Võ cũng không quên cảm ơn, chân thành cảm ơn và tri ân đến khách hàng của mình. Và xin chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là bình yên, hạnh phúc, thân tâm thường an lạc nha. Xin hẹn gặp lại quý vị.